quan đến cái chuyện đó thì chúng ta cũng biết là cái hàng không mẫu hạm Liễu Ninh cũng đang bắt đầu tiến về cái vùng vùng biển Đông. Tuy nhiên qua những cái trình bày của giáo sư là liên quan đến những cái sử liệu mà để xác lập là cái sự hiện diện của chúng ta ở trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã rất là lâu rồi rồi. Nhưng mà tình trạng thực tế hiện nay ở trong nước, theo chúng tôi được biết qua những cái hệ thông tin lề trái có, lề phải có, cho thấy rằng là đa số những cái thế hệ thanh niên bây giờ ở trong nước dường như là không quan tâm lắm về cái vấn đề tranh chấp chủ quyền của Hoàng Sa và Trường Sa, và đó là một cái mối nguy rất là lớn. Bởi vì nếu mà chúng ta thờ ơ với cái vận mạng đất nước, nếu mà chúng ta thờ ơ với những cái vùng lãnh thổ của cha ông để lại vân vân, thì cái chuyện nguy cơ bị mất vĩnh viễn nó có thể trở thành sự thật. Tuy nhiên cũng có một số khác, tuy rằng là bây giờ nó chỉ mới là một cái thiểu số, những cái người trẻ đang có những cái phương tiện cập nhật trên Internet, trên những cái phương tiện truyền thông đại chúng khác đã có những cái dấu hiệu chống lại cái sự cưỡng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Trung Quốc. Thì nhìn từ cái quan điểm chính trị toàn cầu, chúng ta thấy là thế giới đã có những cái dấu hiệu gì để tỏ mối quan tâm về cái sự tranh chấp ở cái vùng biển này hay không? Và đứng từ cái quan điểm của Việt Nam, từ cái quan điểm dân tộc của Việt Nam, thì chúng ta phải làm cái gì để mà có thể xác lập được, hay là để có thể tạo được một cái sinh khí, một cái phong thế mà dù bây giờ, mặc dù có thể là chúng ta lép vế vì trước một cái sức mạnh quá lớn của phương Bắc, nhưng mà để có thể như là một cái sự phản kháng, như là một cái sự bảo vệ, mặc dù là trong một cái thế thụ động về cái chủ quyền của chúng ta ở Hoàng Sa và Trường Sa hay không? Tôi xin nói thế này, là tôi cũng đi nhiều nơi đó, thì các học giả quốc tế người ta không quan tâm vấn đề tranh chấp chủ quyền của ai, không quan tâm đâu. Họ chỉ nói là cái vấn đề địa lý chính trị của Biển Đông như thế nào thôi. Và khi mà tôi gặp những cái nhà học giả đó, ví dụ ông Carl Thayer nhé, hay là một cái học giả của người Ấn, thì tôi đưa cái tài liệu này cho ông ấy, thì ông quan tâm. Tức là ông quan tâm, dĩ nhiên là ông biết là cái sự thực lịch sử nó ở đâu. Nhưng mà tôi thì làm sao mà tôi đưa cho nhiều người biết được. Chính vậy tôi mới hỏi là tại anh đã để lên mạng chưa? Chưa, bởi vì tôi đi châu Âu, tôi nói rằng là giờ phải làm sao mà hỗ trợ tôi cái quỹ gọi là dịch thuật. Mà tôi biết rằng là như ở bên Boston có nói là phải thuê một người đó thì phải mấy chục ngàn đô la đó thì có người mới thuê mới được đó. Nhưng may tôi đến Úc đó thì là có người không cần tiền. Thì như vậy là tôi thấy là được rồi. Quan điểm như đấy thấy thì cũng phải nên công bố trên những cái bài ngắn gọn trên những cái tạp chí quốc tế. Vâng, thì những tạp chí quốc tế đó là những cái gì? Vâng. Thế bây giờ nhé, bây giờ thế này này là tôi thì dĩ nhiên là tôi nghiên cứu rất sâu, nhưng mà đàng hán là tôi chưa phải nói, là tôi cũng thú thực là tôi chưa có quen là đi phổ biến những các tạp chí. Tôi có viết những cái bài ngắn. Thế thì tôi nhờ nhé, bây giờ cái sự liên hệ của tất cả mọi người ở bất cứ ở nơi đâu, thì tôi gửi những cái bài đó, rồi xin quý vị nghĩa là chỉnh lại đó để sao phù hợp với lệ cứ một người anh, báo đúng không ạ? Trên thế giới có rất nhiều người Việt có khả năng viết báo khoa học và khảo cứu tiếng Anh. Thế nhưng mà họ không có những tài liệu, tại vì những người như anh không để cái thesis của anh lên trên mạng, thì họ lấy tài liệu ra đâu để họ viết? Thành ra anh cần anh cần rất gấp là để lên trên mạng. Không, thế này là chắc là mọi người không có thông tin đó. Khi mà tôi làm cái tập san sử địa nhé, thì cái tập san sử địa đã nghe là được Trường Viễn Đông Bắc Cổ số hóa, và bây giờ là ở thư viện rất nhiều nơi là thư viện điện tử đó, trong đó người Việt thư viện điện tử đó đã toàn bộ cái tập san sử địa số 29 rồi, nhưng qua ai quan tâm đâu. Đấy là một. Và thứ hai là khi tôi làm cái luận án đó, thì tôi chưa có nghĩ, mà tôi không muốn là tôi in sách, bởi vì in sách thì nhà xuất bản họ yêu cầu bản quyền đó, thì phổ biến được. Tôi đã đưa rất là ở trên mạng,
bất cứ nơi nào mà có tiếp cận cái luận án của tôi á là có thể có. À, cái luận án của tôi quá trình xác lập chủ quyền Việt Nam đó thì ở rất nhiều nơi có. Và vì vậy tôi mới nói, nhưng mà người ta quan tâm đâu, ai cũng không biết nữa kia. Và bây giờ đó thì khi mà tôi thấy là mọi người mà như thế rồi đấy, nhưng bây giờ phải chính thức đem vào giới trẻ. Và vì vậy cho tôi mới, và thế mừng, tôi có soạn ra 3 cuốn sách về Hoàng Sa. Một là cuốn là Hoàng Sa, Trường Sa, mảnh đất thiêng của Việt Nam. Nhà xuất bản Tri Thức đã đưa tôi một phần tiền nhuận bút mà không in được, mà chưa in được. Nhà xuất bản Trẻ đã tôi cũng đưa một cái bản thảo gọi là chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa mà cũng chưa in được. Nói là công phu lắm nhưng mà chưa thích hợp. Nhưng mà bây giờ đây, cái nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lại in một cuốn này, tôi mừng quá. Vậy như thế thế này. Và không những vậy đó, mà bây giờ Trung Quốc cũng quan tâm này, thần Việt đất Việt đấy, thì đã in cái Hoàng Sa Trường Sa tập 1 được khẳng định, và sắp sửa ra cái tập 2 đấy, và tiến sĩ Nguy Hiển đã dịch tiếng Anh rồi đấy. Và như vậy thì chúng ta cùng làm thôi. Bây giờ thì tôi nghĩ thế này, tôi cũng hơi buồn ở một chút là mọi người không quan tâm. Và ngay cả khi mà tôi hướng dẫn một em sinh viên làm cái luận văn thạc sĩ nhé, tranh chấp Biển Đông, thế thì có một giáo sư nhé, một giáo sư khuyên rằng là đây là vấn đề nhạy cảm, thôi em đừng tiếp tục lên làm thạc sĩ nữa. Đó chính là những cái quan tâm của những cái người Việt chúng ta còn tha thiết đến cái vận mệnh của đất nước, còn tha thiết đến cái vấn đề mảnh đất thiêng của dân tộc mà tiến sĩ Nguyễn Nhá vừa nói. Trước khi đến phần kết luận, chúng tôi xin mời một ý kiến khác, có lẽ là mời tiến sĩ Trần Nam Bình. Cảm ơn Lưu Dân. Tôi biết thời giờ có hạn, nhưng mà tôi muốn góp chút sự ý về vấn đề anh Lưu Dân có nêu, vấn đề là chúng ta phải làm gì để với mục đích tiêu tối hậu là chúng ta sẽ xin lại lấy lại được những quần đảo đó. Thì tôi nghĩ đó là vấn đề khó khăn và lâu dài, nhưng mà tôi nghĩ bước đầu tiên là chúng ta phải tạo một dựng thuận lợi. Tôi đứng từ quan điểm chúng ta với Úc Châu và tạo thuận lợi cho những bạn chúng ta ở những nước quốc tế, thì từ là một người đi dạy học nhưng tôi hơi quan tâm đến quan điểm thuận. Điểm yếu của chúng ta không phải là chúng ta rất ít nhiều những nghiên cứu chuyên môn đăng trên tạp chí quốc tế về Hoàng Sa Trường Sa không, mà những người ngoại quốc không phải là Trung Quốc nghĩ gì về tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thì tôi có tham khảo một số tài liệu của một giáo sư trong lĩnh vực luận học, thì tôi rất là thất vọng khi thấy rằng là cho đến nay đa số các tôi đọc là họ có vẻ có xu hướng ủng hộ Trung Quốc trong cái tranh chấp song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam. Đây là một điểm mà tôi nghĩ là các học giả cần Việt Nam phải cần lưu ý, và chúng ta phải tạo một cái sức mạnh, một cái lập luận, nhưng mà trong khía cạnh học thuật. Và học thuật đòi hỏi chúng ta phải rất là khách quan và không có thể nào chủ quan nói đây chúng tôi đây là của Việt Nam được. Chúng ta phải bắt đầu bằng những cái chứng cứ lịch sử, những luật pháp quốc tế, và tôi có nghĩ đó là những chuyện mà những người Việt Nam ở nước ngoài cũng có thể đóng góp được. Xin cảm ơn. Kính thưa quý khán thính giả của Vietface TV, qua gần một giờ đồng hồ thảo luận về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa với rất là nhiều chi tiết rất đáng quan tâm và rất là quan trọng trong chứng và lý về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa, thì trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin đặc biệt mời một vị trong bằng nhóm thảo luận về vấn đề này để có một cái nhìn tổng quát hơn, và đặc biệt là từ đây Việt Nam sẽ có những cái hành xử như thế nào để có thể đặt cái quyền lợi quốc gia dân tộc lên trên những cái sự tranh chấp bây giờ, và để khẳng định cái chủ quyền của chúng ta, và đặc biệt là cho những cái thế hệ tương lai. Chúng tôi xin mời luật sư Lưu Tường Quang. Có lẽ là tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn cũng có những cái ý kiến cần phát biểu, nếu muốn phát biểu thì xin phát biểu trước. Dạ vâng, tôi là Phạm Quang Tuấn, nhưng Nguyễn Văn Tuấn. Sorry. Tiếng quá rồi. Thì tôi cũng chỉ nhắc đi nhắc lại một cái ý là trên thế giới này có rất nhiều người Việt và gốc Việt, trẻ cũng như già, quan tâm về vấn đề này. Nhưng mỗi lần mà chúng tôi muốn cãi nhau với bọn Tàu, đi mở mạng, mở Internet để đọc, thấy toàn là bài của Tàu, không thấy rất ít bài của Việt Nam. Dù là tiếng Việt đến nữa cũng được, chúng tôi có thể đọc tiếng Việt rồi dịch ra tiếng Anh cũng được, mà không có. Thành ra tôi thấy là cái vấn đề là mình cần phải nói với người ngoài chứ đừng có nói về trong nhà nữa. Phải cần nhất là để tài liệu lên mạng ngay lập tức bằng tiếng Việt nếu cần,
và sau đó sẽ có những người dịch ra tiếng Anh để phổ biến với các học giả ngoại quốc. Những học giả đó sẽ ảnh hưởng lên chính quyền của họ và sẽ thay đổi và lên trên dân chúng của họ, và sẽ do đó cái ý kiến của thế giới sẽ thay đổi và ủng hộ Việt Nam hơn. Tôi xin tiếp lời anh Tuấn. Là anh Tuấn là cũng là một thành viên trong quỹ Biển Đông, một quỹ nghiên cứu Biển Đông. Thì quỹ nghiên cứu Biển Đông của rất nhiều người Việt ở nhiều nơi tập hợp lại để viết những cái bài về tiếng Anh, dịch ra những bài từ tiếng Việt ra tiếng Anh để mà công bố trên cho dư luận trên thế giới. Thì cái công việc của quỹ nghiên cứu Biển Đông rất là đáng tuyên dương. Thì đó là một cái công trình, cái sức góp của các cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Thì, nhưng mà nội lực chính vẫn phải từ trong nước. Họ cũng phải có những cái bài, những cái nghiên cứu mà đối với Trung Quốc là mình, họ đã bỏ rất nhiều công sức và làm những chuyện đó, thì chúng ta cũng phải có thể tiếp tục làm. Xin tiếp lời thế này là nếu mà tài liệu tiếng Anh đúng hay các tiếng khác thì ít lập đó, nhưng mà nếu mà chúng ta vào, tôi nói thế này đó, thứ nhất là cái Hoàng Sa xem ọc là cũng nhiều lắm, và cái biên giới lãnh thổ cũng thế đó, cũng cái lứt vô là rất nhiều tài liệu tiếng Việt, nhưng mà người ta vẫn còn thờ. Tôi thì rất tán thán cái những cái lời lẽ của Phạm Quang Tuấn và Nguyễn Đức Hiệp, cũng như của Trần Đàm Bình và nhất là của giáo sư Nguyễn Nhã. Đứng về cái phương diện nhỏ hẹp của một cộng đồng trong một cái thể chế, trong một cái nền dân chủ pháp trị đa nguyên, thì chúng ta có cái sức mạnh của chúng ta với tư cách là cử tri. Thì tại Mỹ, tại Canada, tại châu Âu, tại Liên Âu hay là tại Úc đây lời, tôi nghĩ rằng cộng đồng người Việt, ngoài cái việc mà thành phần trí thức mà bổ khuyết cho những cái thế không được mạnh mẽ về phương diện bài vở, về phương diện bằng chứng, về phương diện xâm nhập vào cái lĩnh vực cao, thì chúng ta cũng nên suy nghĩ và sử dụng các tổ chức dân sự trong cộng đồng, chẳng hạn như cộng đồng người Việt, để có thể có cái tiếng nói trong cái chính trường địa phương. Chẳng hạn như tại Úc Đề Lợi thì cộng đồng người Việt cũng như là cái nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai của Long đã tiếp xúc rất nhiều lần với Thủ tướng và với Ngoại trưởng về vấn đề Biển Đông và vấn đề tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như để binh vực cái lập trường của Việt Nam, tôi nói Việt Nam là dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam, trong cái việc mà bị cái sự đe dọa của Trung Quốc hay là của nước Tàu. Tại vì cái lập luận của chúng ta đó là cái sự đe dọa của nước Tàu đối với Việt Nam nó ảnh hưởng tới cái quyền lợi của Úc Đại Lợi mà chúng ta là thành viên. Cái đó là nói trong cái phạm vi nhỏ hẹp của một cộng đồng ở nước ngoài. Mà nếu chúng ta cùng làm như vậy tại Washington, tại Ottawa, tại Canberra, tại London, tại Paris, thì tất cả chúng ta có một cái tiếng nói tương đối được nghe. Nếu ta chưa có ảnh hưởng thì ít nhất cũng là được nghe trong cái xã hội dân sự. Nhưng mà nhìn một cách tổng thể theo cái câu hỏi của Lưu Dân á, thì tôi nghĩ rằng bất cứ ai đang cầm quyền tại Việt Nam đều có cái bổn phận phải bảo vệ cái sự toàn vẹn lãnh thổ và cái tương lai của đất nước Việt Nam cho các thế hệ trong tương lai. Thì trong hiện tại, trong khi mà chúng ta chưa đủ cái nội lực như tất cả quý anh đã nói để có thể lấy lại hay là giành lại được cái chủ quyền, hay là đã khai thác được một cách đúng mức và công bằng các tài nguyên tại Biển Đông, thì ít nhất chúng ta phải để ít nhất là những người cầm quyền, những người có trách nhiệm có cái nhiệm vụ phải làm. Thứ nhất á, là làm thế nào để nối kết được với các cường quốc. Mình không có lệ thuộc một bất cứ quốc gia nào, nhất là mình không có lệ thuộc với nước Tàu với 16 chữ vàng. Mình phải có một cái chính sách ngoại giao và một cái chính trị, một cái nền ngoại giao độc lập hoàn toàn giữa các cường quốc. Mà nếu độc lập hoàn toàn với giữa các cường quốc, tức là phải có cái bàn giao tốt đẹp ở cái mặt chiến lược với tất cả các cường quốc. Cái đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là không cái vì cái quyền lợi đảng phái hay quyền lợi cá nhân mà chúng ta bỏ quên cái vấn đề lớn là đất nước là của chung, của tất cả mọi người, người trong nước cũng như người ngoài nước. Nếu chúng ta hợp tác được với nhau, người trong nước như anh Nguyễn Nhã là đóng góp, nhưng người đã làm được rất nhiều cho tiền đồ tốt với Việt Nam, thì người ngoài nước như anh Tuấn hay là anh Hiệp hay là anh Bình đều có thể làm được tất cả. Mà nếu chúng ta đoàn kết làm được như việc đó thì tôi nghĩ là chúng ta có thể không có hổ thẹn trong khi chúng ta đang sống trong một cái xã hội dân chủ. Xin cảm ơn luật sư Lưu Tường Quang. Và trước khi chúng tôi giả từ quý vị trong cái chương trình Thời sự Thế giới ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu một vài cái tác phẩm của giáo sư Nguyễn Nhã, đặc biệt là
những cái gì gọi là cái tâm của tôi đấy, cái trong đó tâm sự đó đấy, thì xin được tặng cho quý đài. Trước hết là cái tập san sử địa, cái chỗ số 69 đấy, vâng. 29 đấy, đặc khảo về Hoàng Sa Trường Sa đó, vâng. Mà tôi đã nói rằng là đã số hóa rồi đấy. Thứ hai nữa là cái cuốn này, cuốn là những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đó, đối với hai quần đảo này đó, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã in nhé. Vâng. Và thứ ba là ở đây đó thì Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đó, mà là cái công ty Phan Thị đã đưa cái tập đầu tiên đó là Thần Đồng Đất Việt đó, vâng. Là như tập 1 là khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Vâng, dường như là Trung Quốc cũng khó chịu về cái vấn đề này. Vâng, chuyển bằng tranh. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là bây giờ cái vấn đề ở đây là vấn đề là phải vấn đề giáo dục đi vào giới trẻ, không phải chỉ là vấn đề chủ quyền đâu á, mà phải làm sao nó tự hào về cái văn hóa lịch sử, nhất là về văn hóa đó, để có thể nó đóng góp xây dựng đất nước mình mạnh đó. Thì tôi đưa là cái cả một cái tập gọi là trường ca, nghĩa là giáo dục gia đình và văn hóa quốc đạo, tức là thờ quốc tổ anh hùng dân tộc đấy, với lại tổ tiên của mình. Thì đây có cái hát thơ mà tôi à, cái hát thơ này là tôi nghĩ rằng là có thể là hát những cái làn điệu dân ca ba miền đủ thứ đấy, mà tôi nghĩ có hàng trăm làn điệu, mà đây chỉ có mấy làn điệu thôi, có cái ca trù quốc đạo nữa của cái nhóm Thái Hòa. Và đây nữa là cái đây này, toàn bộ cái luận văn của tôi, luận án tiến sĩ quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam Hoàng Sa, và trong đó có một cái phim phóng sự hát thơ và một cái tài liệu về cuộc đời, một đời nghiên cứu Hoàng Sa Trường Sa, vân vân, tất cả cái đó. Và tôi cũng muốn rằng là đây này, đây là cái Thăng Long Hà Nội xưa, là cái DVD đó mà tôi 1992 đó cùng giáo sư Trần Quốc Vượng đó và giáo sư Trường Quốc đó đã để mà chuẩn bị cho năm kỷ niệm gọi là ngàn năm Thăng Long đó, thì tôi đã làm cái DVD này về Thăng Long Hà Nội xưa. Và cuối cùng đó là tâm sự một người thầy đó, tôi đã tặng bạn rồi đó, cho bạn em rồi đó, và để tặng luôn tâm sự một người thầy. Và tôi đã, vừa rồi đó thì tôi đã nhận đã làm là chủ nhiệm cái câu lạc bộ âm nhạc dân tộc Hương Sắc Ba Miền. Thì tôi nghĩ rằng là tất cả những cái người mà gạo cội nhất đấy sẽ cùng với tôi đem cái dân nhạc đó hay dân ca dân vũ đó vào trường học, nhưng mà đồng thời đã cũng muốn rằng là cái hát thơ vào trường học nữa, tất cả những gì giáo dục của tôi vào trường học đó. Và đó là cái tâm nguyện của chúng tôi, xin được trao đến cái tâm nguyện đó để cho cái đài chia sẻ. Xin thay mặt Việt Face TV Australia, chúng tôi rất là trân trọng và cảm ơn giáo sư Nguyễn Nhã đã gửi tặng cho những cái món quà rất là quý báu và giá trị như thế này. Và những cái món quà này sẽ được trang trọng đặt trong cái thư viện của đài. Và một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn các thành viên đã tham dự trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Trong đó có tiến sĩ Nguyễn Đức Hiệp, tiến sĩ Phạm Quang Tuấn, luật sư Lương Tường Quang, tiến sĩ Trần Nam Bình, và đặc biệt là giáo sư Nguyễn Nhã đã đến cùng tham dự với chúng tôi trong chương trình hôm nay. Một lần nữa, chương trình Thời sự Thế giới của Vietface TV xin tạm ngưng tại đây và mong đợi sẽ gặp gỡ quý khán thính giả trong tuần sau. Xin chào. Mình bắt tay nhau khoảng đó. Cảm ơn.